Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật. Mì Siêu Tim Cật tại vì chúng tôi review phim thật. Trong tuần này chúng tôi sẽ review một bộ phim Việt Nam tên là Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Có thể bạn chưa từng nghe đến phim này. Tôi cũng chưa từng nghe đến phim này cho đến khi nó kiếm được 15 tỷ và em Nghĩa bảo là ê phim này hot đấy, bố đi anh ơi. Và bên cạnh tôi là em Nghĩa, hay còn biết đến là Xe. Đấy, sao mà trông mệt thế cung? Mệt quá rồi. Mẹ em phải thành mẹ Stephen Hawking. Mẹ mày á? Sao mày? Mẹ em đúng là Stephen Hawking đấy. Bởi vì đây đã là bộ phim Việt thứ 5 mình xem trong tháng này rồi. Quá nhiều phim Việt. Thế là mày cũng đóng góp cho nền phim Việt chứ. Hay chính là tao, tao là người cho tiền đi xem phim mà. Em giác ngộ luôn phim Việt. Giác ngộ phim Việt. Giác ngộ. Cảm giác như em thành đứa con của điện ảnh Việt Nam luôn rồi ấy. Nhưng mà bảo là xem phim hay nhá, chả sao. Đây phim nào cũng như Nhà Bà Nữ, chán thật. Nhà Bà Nữ có hay mà. Nhà Bà Nữ có hay nhá. Nhưng mà đúng thật là dạo này phim này thì không. Đúng thật, phim này thì không. Nhưng mà đúng thật là dạo này phim điện ảnh Việt Nam đẻ tròn tròn. Có tội là đẻ ra toàn mấy đứa kiểu gì không hay. Nhưng mà thôi, ít nhất là người ta cũng để ý đến mảng điện ảnh nhiều hơn. Phim nào thì cũng thu mấy chục tỷ thì ông này chả thích. Thật. Hay là mình cũng đi làm phim. Mình cũng đi làm phim, mình đẻ thêm nhiều hơn. Xong mình cũng làm phim dở, xong rồi có mấy thằng nó cũng kiểu chê phim được đi xuống. Nhưng mình có tiền. Thôi, nhưng mà xét theo phương diện tích cực thì đấy là bước đầu. Kiểu dần phải có nhiều rồi thì mới có hay đúng không? Anh em mình cứ chơi gọi là số lượng trước đi, rồi chất lượng thì tính dần vậy. Thì đúng là phải làm thì mới có kinh nghiệm. Nhưng cái vấn đề là ấy thì cho một cái tí tia sáng hy vọng gì đó đi. Đây phim nào cũng như nhau, 10 phim như một thì như một khó. Khán giả nào đi xong cũng bảo là chả phải ăn cơm mà là ăn ấy. Thì... đúng ăn ấy thật. Thôi quay lại với Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu đi. Đây là một phim hài hành động này, toàn các diễn viên gọi là đông fan, cực kỳ đông fan. Cực kỳ đông. Như là chị Diệu Nhi này, anh Kiều Minh Tuấn này, Khả Như, Thúy Ngân này và bạn là Trần Ngọc Vàng, một gương mặt mới của điện ảnh Việt Nam. Nội dung thì là kể về việc là nhân vật phản diện lừa tiền của gạo là nhân vật chính Diệu Nhi vai và có ba cô nàng cộng với lại anh Kiều Minh Tuấn nghĩ cách để lấy lại được số tiền này. Nội dung thì nó như thế. Phim này nhá, em thấy là nó không có hy vọng ở trong trứng rồi ấy, từ khi xem trailer ấy. Như anh nói nhá, phim có sự góp mặt của những diễn viên được fan cực kỳ đông chứ không phải là những diễn viên cực kỳ hay. Nhưng fan đông chứ không phải là diễn hay. Hay đúng không? Đâu. Xong rồi đến cả biên kịch cũng chưa chắc hay. Mà đạo diễn cũng chưa chắc hay luôn. Thế thì nhìn chung là phim này em không có xấu tính đâu nhưng mà cái line up này có vẻ bất ổn, không được. Gen Z đúng không chứ không phải AKT đúng không? Không phải AKT. Thế là cái phim này nó có cái sự cợt nhả từ cái trailer rồi ấy. Nhưng mà cái cợt nhả này là cảm giác là đạo diễn cố tình hay sao ấy? Kiểu họ sẽ không giấu việc phim của mình sẽ là một bộ phim nhảm nhí. Họ show ra luôn là như thế. Hay là như thế thì họ đang thành thật với bản thân nhỉ? Vì là họ cao tơ khán giả ấy chứ. Khán giả không thể nào nói là này chả hay, ông phải nên nhảm nhảm chứ nhở. Ông đạo diễn bảo luôn phim tao nhảm đấy. Cố tình mà bảo là ê cú quyết này thối vãi, xong cú quyết bảo là bố mới thối hay sao. Chả cãi được, chả cãi được, cãi được đấy, có khi kệ thôi đúng không, mà thế là tệ hay tốt. Thực ra là hay có khi nó lại giống như câu chuyện mà con khỉ máy với con khỉ giật đánh nhau ấy, là kiểu họ cứ làm, họ vứt đấy ai xem ai chê họ kệ, họ chẳng quan tâm mà họ cũng chả ảnh hưởng gì đến. Cứ là những ai mà nâng cao quan điểm thì mới bảo là nó ảnh hưởng đến nền ảnh nước nhà thôi. Còn những ai mà kiểu không quan tâm thì họ sẽ kiểu là nó là một phim tệ, kiểu trôi nổi đúng không, kệ nó. Mấy ông ra em mấy cái MV giới hương ấy thì chả ảnh hưởng ai, tiền ông bỏ tự làm cũng chả làm gì trái pháp luật cả, chẳng qua là nó là một bộ phim không hay thôi. Thế thì là tệ với điện ảnh còn gì nữa, tệ với điện ảnh Việt Nam còn gì nữa. Mình cần những bộ phim hay mà. Chứ bây giờ ông nào cũng bảo tao cứ làm phim như thế kệ tao. Thì phim hay đâu ra. Đúng. Nó sẽ là kiểu những đàn em đi sau ấy, kiểu là ui anh này làm phim này nhưng cũng có nhiều tiền này. Tôi làm phim thế. Tôi cũng làm phim y hay thế. Đấy, chán thật. Thế tóm lại là phim này là một cái phim hay nhảm. Hay nhảm. Hay nhảm. Và nhà làm phim thì cố tình làm thế. Mục đích là chắc là để phục vụ cái tệp khán giả xem những cái như thế. Vậy là như anh em mình gu xem phim của anh em mình đi. Nó thật là mình tiếp xúc với văn hóa Âu Mỹ nhiều đúng không? Mình xem nhiều phim rồi. Xem nhiều phim đúng không? Thì cái gu mình sẽ có định hình cái gu. Nhưng mà với có thể là phần đông khán giả thì họ không xem phim nhiều chẳng hạn. Những anh em xem kênh của anh em mình nhá, thì là những anh em xem nhiều phim. Chắc chắn là anh em sẽ thấy là cái phim này không hay. Nhưng mà những anh em xem kênh của mình cũng không nhiều hơn thế đúng không? Khoảng tầm 100.000 anh em. Mỗi video trung bình 100.000 view, cái nào nhiều thì khoảng tầm 300.000 view. Đúng không? Thì nó không mang tính đại diện cho toàn bộ khán giả Việt Nam. Anh cứ tính kiểu là Việt Nam mình là có 90 triệu dân. Thì group chơi phim review của bọn em thì chỉ có 100.000 người thôi. Thì cứ coi như là có 100.000 người chơi đi. 89 triệu người khen. Đâu, có... ý là cái số lẻ đấy nó to hơn số kia. Đấy. Hoặc là họ xem thì có content thì họ sẽ thụ thôi. Thấy bình thường.
nó cũng không kiểu mà sát đó. Thôi chuyển sang ý tiếp theo đi, là nội dung của phim này đi, thì nội dung nó khá quen thuộc, nhân vật chính bị phản diện lừa tiền, sau đó tìm cách để đòi lại tiền từ phản diện. Thì cái mô típ này nó rất quen thuộc trong phim rồi, giống như kiểu là cái phim Man on the Ledge. Cái ông này nam chính không phải bị lừa tiền nhưng mà là bị phản diện vu oan cho ăn cắp kim cương, thế là phải đi kết hợp với những người trong gia đình để lấy lại viên kim cương minh oan cho bản thân. Thì cái phim này nó cũng như thế, trên bàn nhậu dưới bàn mưu nó cũng như thế. Em còn thấy là cái phim này nó còn kết hợp thêm nhiều cái phim khác vào nữa cơ. Chẳng hạn như là Ocean. Jerry Ocean. Kiểu nó cũng có một chút lừa đảo rồi cướp tiền gì đó. Xong rồi nó còn thêm một chút những thiên thần của Charlie vào. Nó có thêm một cái chút sức mạnh nữ quyền vào nữa. Đó, thì nói chung là cũng có sự kết hợp. Là có sự kết hợp học hỏi đúng không? Có. Nhưng mà với những người mình đã xem những cái như thế rồi, mình xem thì mình sẽ thấy là nó hơi bị bập bẹ. Đúng không? Nó cái sự học hỏi hơi bập bẹ. Chưa được. Nhưng kiểu là người ta nói một câu văn dài thì khi mà nói chữ A. Đúng không? Kiểu everything has chip copy. Đấy thì đứa phim này đúng thế, nó học hỏi nhưng mà học chưa tới. Đó. Thế đấy, người ta nói là một câu dài, người ta viết được một bài luận rồi thì ông nói chữ A. Đúng. Phải nói thêm một điều nữa là phim này là 18 cộng, được gắn mắc 18 cộng. Ừ nhá, anh không hiểu sao nó là 18 cộng. Em không sao hiểu. Sao phim chán thấy cảnh sách đâu. Ok, ý không phải là cảnh sách, ý là 18 cộng nghĩa là thì cứ nghĩ là hay là họ nghĩ là những cái cảnh mà kiểu quán bar nhậu nhẹt rồi rượu chè bé bét thì đấy là 18 cộng không? Hay là đấy là do kiểm duyệt, do kiểu đây cái phim này phải 18 cộng. Ừ, có khi phải 18 cộng ấy. Nhưng mà em nghĩ là 18 cộng ở đây là nó phải là về liên quan đến nội dung ấy. Nội dung phải là 18 cộng ấy chứ không phải hình ảnh 18 cộng. Thì cái nội dung phim này á có khi 3 cộng. Nội dung như là một hộp Lego luôn đúng không? 3 cộng. Như mầm non. Mọi thứ ấy, diễn ra trong phim nhá, phim logic cực. Nó kiểu nếu mà suy nghĩ theo cách bình thường ấy, chưa chắc, không phải chưa chắc mà chắc chắn là ngoài đời nó không thể nào xảy ra tình huống như thế. Là kể cả mình có hơi kiểu năng một tí thì mình cũng không thể như thế được. Mà vào phim này nó lại xuất hiện được, thế mới hay. Hay là họ lấy lý do là phim này chỉ là phim thôi, tôi làm gì chả được. Cái phim nó cũng phải logic chứ. Đây thành như trẻ con mầm non suy nghĩ thì khó. Nói chung là như thế thì lúc anh xem phim ấy, anh cảm giác là mẹ coi thường tôi à? Để ra quả tình tiết như thế luôn ạ. Coi thường khán giả. Ừ, coi thường khán giả, không phải là coi thường khán giả theo kiểu là bảo khán giả là ngu, nhưng mà đúng thật là xem phim kiểu mẹ sao như thế. Hay là kiểu như mình là không biết gì, xong rồi để tình tiết như thế để cho nó có thôi. Thì nói chung là cái nội dung phim này cũng không có gì sâu xa để phân tích. Bị lừa, bị đòi. Xong rồi trí thông minh của phản diện thì nó còn dưới cả các cháu sơ sinh. Và đây đang không nói các diễn viên nhé, đang nói hoàn toàn về phim rồi nhé. Thì nó sẽ hơi thách thức khả năng suy nghĩ của người xem. Đúng thật là phải kiểu không phải là bỏ não trước khi xem mà bỏ não đi xong rồi đập lại bét não ra cho não vào xem thì có khi mới xem được. Nhưng mà bây giờ đi, coi như là não mình bét nhẹt đi, đập nát bét ra rồi đi. Nhưng mà thì mình cũng phải là suy nghĩ đến cái yếu tố hài hước. Thì cái mục đích chính của phim này là hài mà, phim hài mà. Đúng. Nhưng mà cái cảnh hài trong phim này nó không hài. Không hài. Nó lại như phim sitcom ấy. Em thấy nó cảm giác nó hơi phong cách Thách Thức Danh Hài. Nhưng mà Thách Thức Danh Hài khá hài mà. Cái là về mặt con số thì có hài ấy, tại vì là nhiều view. Đúng là có nhiều view. Có nhiều view. Nhiều người rất nhiều người xem. Nhưng mà đúng thật là như anh em mình mà xem Thách Thức Danh Hài thì không thể khó hài. Cười. Em cũng không đại diện cho khán giả bây giờ nhá. Cũng không đại diện cho lớp trẻ nhá. Nhưng mà em khá chắc cũng có nhiều bạn trẻ giống em. Cái gu hài hước của mọi người dần dần nó càng tăng lên ấy. Kiểu càng tiếp xúc nhiều với văn hóa thì nó càng có cái gu nó khác đi ấy. Thì em nghĩ là những cái bạn đấy mà xem phim này cũng có khi cũng không thể cười được. Tự nhiên chờ anh xem anh thì nhanh lên tao đi về. Em đúng thế thật, ngồi trong rạp đúng nhanh lên còn. Cảm giác mà tại sao mọi thứ nó lại như thế? Tại sao nó lại có thể như thế được? Đúng không? Đúng. Cái hài tào lao trong phim ý thì anh thấy nó xuất phát từ đầu phim rồi. Lúc mà nhân vật Thúy Ngân uống rượu xong rồi thi với ông khách ấy, xong rồi lại nhạc lại thập sình. Thế là kiểu có một cảnh hài hước. Anh cảm giác như kiểu là anh đạo diễn anh ấy xem một bộ phim xong rồi thấy là ở đây cái phim bộ phim thành công là vừa phải có bi, vừa phải có hài. Và để làm được một cảnh hài thì phải có một cảnh mà hai người lố với nhau xong thêm âm nhạc hài hài nữa. Nghĩa là đấy là như kiểu là học ngọn ấy, chứ không phải là học gốc. Và ở đấy cứ check list phát như thế là có một cảnh hài. Xong đến cảnh bi nữa, có một cảnh là buồn, xong rồi là cũng chèn nhạc buồn, đang vui, đang chả có gì đi bóc cả. Tự dưng nó có chuyện buồn, xong cho nhạc buồn. Thế là checklist có cảnh buồn. Và kiểu họ nghĩ như thế là sẽ là ok, xong một bộ phim. Thì là người ta đủ đấy chứ, đủ yếu tố, vừa hài vừa buồn. Còn nó hiệu quả hay không thì kệ, và nó được làm với một cái sự chu anh thấy nó hơi thấp. Nhưng mà người ta biết cách áp dụng đấy chứ. Kiểu, đến cảnh hài đúng không? Cho nhạc hài. Đến cảnh buồn, cho nhạc buồn. Khác với editor của mình đâu. Như clip trên Facebook thôi. Đấy cảnh này buồn đúng không? Cho màn hình đen đen này nhá. Cảnh đấy, cảnh buồn.
như vlog luôn. Đúng kiểu như thế. Cứ thế thôi, nhưng mà cũng được ấy chứ. Mày lại khen à? Em thực ra em không khen, nhưng mà thực ra nhá, một clip YouTube mà nó có mấy cái đấy nhiều quá thôi, mình còn thấy cringe. Đây là phim chiếu rạp, đúng không? Cái kỳ vọng của mình nó phải là nó là phim chiếu rạp ấy. Ờ mà còn một điều nữa đó, là người ta còn chèn nhiều side effect cơ. Nó không cái âm thanh, âm nhạc của nó đã cringe này, giờ lại còn thêm side effect vào như Gratery luôn. Cứ đến đoạn buồn thì hu hu, đoạn hài thì nó cứ bị như thế. Như đang xem YouTube ấy, bỏ 5.000 ra đâu. Mấy hôm mình đi xem là bao tiền? Xem đấy, 55.000 vé đấy. Bỏ 55.000 ra để xem một clip YouTube. Clip YouTube mà bằng sừ một tháng premium rồi. Đúng rồi, mà nó còn không có hiệu quả ấy. Mình còn không được mang cơm mà ăn đúng không? Đúng. Đấy nhất là bình thường mình mang ăn cơm thì mình xem. Ăn cơm có khi thấy ngon. Giờ nó còn ngồi không có cơm mà ăn. Là em bắt mua thêm 90.000 bỏng nước. Mình diệt luôn. Về nhà xem YouTube nó xong. Nhưng mà thôi, có một cái phim này là họ làm được là họ có tham vọng trong những cảnh hành động. À có hành động. Đấy, cảnh Thúy Ngân mà đánh nhau trông cũng khá nghệ. Cũng được, nhưng mà hơi ngắn, mỗi đoạn đấy thôi. Có mỗi đoạn đấy thôi. Thế thôi, tổng kết lại thì phim này nó không cân bằng được các yếu tố cảm xúc hay là nội dung thì nó lại thiếu đi logic. Mà các quyết định trong phim thì nó lại cực kỳ là học sinh tiểu học. Ngô nghê. Và nhưng mà nó sẽ hợp lý với lại trí thông minh của nhân vật phản diện trong phim. Anh ấy không xử lý được những chuyện đấy. À em quên mất một cái sạn khá to liên quan đến anh phản diện nhá. Cái là trong phim đấy thì anh phản diện là lừa đảo ấy, lừa tiền của nhân vật chính, rồi có lừa thêm của mấy anh xã hội đen nữa, rồi bị mấy anh xã hội đen đòi mà nó không trả, cứ nhây đến cuối phim bị nhân vật chính cứ mất tiền xong mới lọ mọ đi mở két ra, ố mất tiền rồi, ơ thế lấy đâu ra trả, sao không hết phim, thế sao không trả bố từ đầu đi, giấu làm gì, đúng không? Thế nó mới là thế. Mà nói với các diễn viên đi, chúng ta có Diệu Nhi này, Thúy Ngân này, Khả Như, Kiều Minh Tuấn và Trần Ngọc Vàng thì đều là những diễn viên mà quen mặt với khán giả, nhưng mà đúng là chỉ quen mặt thôi. Theo anh tìm hiểu thì khán giả vẫn chưa công nhận bất kỳ ai là những người có khả năng diễn xuất tốt. Nghĩa là những người đấy là những người rất xinh ấy, những người đóng đi làm game show rất hay, đúng không? Đóng game show rất duyên, có những miếng hài rất ok. Trừ anh Kiều Minh Tuấn, anh này thì diễn hay thật. Nhưng mà rõ ràng là anh ấy đang hơi gặp vấn đề trong việc là chọn phim để diễn. Em nói thật là em phải bênh anh Kiều Minh Tuấn. Anh ấy diễn rất tốt đấy, không phải đùa đâu. Nhưng mà anh ấy chọn phim hơi sai thôi. Nếu mà anh xem Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu, ui Tiệc Trăng Máu hay lắm, Kiều Minh Tuấn trong phim đấy cực hay. Thế là mình cần cho Kiều Minh Tuấn những cái kịch bản tốt ấy, thì anh ấy mới phát huy được. Chứ còn anh cứ đóng những cái phim kiểu này thì cũng khó. Bảo anh ấy bộc lộ được nhá, anh có bộc lộ, không thể đỡ được tất cả những người còn lại. Có một cái anh thấy mọi người trên mạng khá là xấu tính đi, là mọi người bảo là phim có chị Diệu Nhi là có bảo chứng, nhưng mà bảo chứng tệ. Thực ra cái đấy em cũng khá là confirm đấy. Nghe thì khá buồn đấy, đúng không? Những cái phim mà chị Diệu Nhi đóng hầu hết là tệ. Xong rồi lại kết hợp với hai chị cũng chưa được công nhận thần lực, đó là chị Thúy Ngân và chị Khả Như nữa. Thì diễn xuất của phim này hơi khó. Cũng khó. Khá khó khăn. Em thấy là ngoài việc chị Thúy Ngân đẹp, nói chung là cả ba chị đều đẹp. Đúng, và chị đều đẹp. Chị Thúy Ngân thì Thúy Ngân đẹp nhất, em thích chị Thúy Ngân. Chị Thúy Ngân ấy, em thích lắm. Thì đấy, ngoài cái chuyện đấy ra thì em không có một cái ấn tượng gì về cái diễn xuất trong phim này luôn. Mà em còn ấn tượng với ông diễn phụ cơ. Ông Gia. Ông phụ của phụ luôn, ông Gia Nguyễn. Đấy, ông ấy đóng cái ông xã hội đen ấy. Em thấy ông nó xuất hiện tầm có 30 giây thôi. Ngầu vãi chưởng, một lần xuất hiện nhá. Bằng luôn mấy nhân vật chính cộng lại. Chất chơi luôn, đấy, bằng hơn tất cả nhân vật chính luôn. Và một cái nữa vẫn là vấn đề muôn thuở của những bộ phim mà anh em mình thấy không hay. Thoại Việt Nam vẫn là người mặt trời. Vẫn là vấn đề mà không hiểu sao mọi người không có một cuộc nói chuyện bình thường như anh, như tao mày đang nói chuyện. Anh mình nói đấy. Sao mày lừa tao? Diệu Nhi nói thằng chó mày lừa bố mày. Nó thế đi. Nó không nói. Đấy kìa, cứ khóc sao anh lừa tui. Hay là con gái họ thế? Con gái ngoài đời nó còn đánh luôn một trận ý. Đừng nói là sao anh lừa tui. Đúng, lên mạng có phốt chửi mày luôn đúng không? Chả vậy sao. Thế phải tóm lại là trên bàn nhậu dưới bàn mưu, nó chưa đạt được đến mức độ điện ảnh. Nếu phim này là một web drama đăng lên YouTube như là Pháp TV đi, thì khả năng cao là hay, thậm chí là khen. Có khi em xem 2 lần, em vừa ăn vừa xem, có khi 3 lần. Tiếng rưỡi mày xem 3 bữa cơm. Ngày nào cũng xem còn được. Xem đến hết thôi. Cái kiểu như này ấy, 4 lần, 5, 6 lần cũng được. Đó. Nhưng mà đem ra giả thì sẽ bị mấy thằng reviewer như em mình là lên làm clip để chửi chê. Thế tệ lắm ấy nhá. Thế lại vì là bỏ tiền ra xong rồi để xem một cái như thế. Vẫn mất thời gian của mình nữa cơ. Mất thời gian. Nghĩa là mình xem xong mình đã ăn cơm thì còn thấy bình thường thì vì lần nào chẳng ăn cơm đúng không? Ăn cơm hay đi vệ sinh ngồi xem. Đây tôi có được làm gì đâu. Đây tôi chủ động tôi đi xem để xem là thưởng thức các thứ ấy thì không được. Chấm điểm phim này. Em chấm là bố già đi. Bố
ra chỉ nên chiếu trên YouTube. Và chiếu trên YouTube chắc chắn ai chứ bố ra trên YouTube thì anh xem anh thấy ok đấy, chiếu trên YouTube là hay, phim ý mà chiếu rạp anh chê là cái chắc. Thực ra tao chưa xem phim rạp. chưa xem bố ra rạp, lúc đấy có phê phim xem tao chưa xem. Fun fact em chưa xem. Tôi là vui vẻ và đó chỉ là những quan điểm cá nhân của tôi và em nghĩa thôi. Và tôi là xe Mentari. Chúc các bạn một ngày mát mẻ.